Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 2224, 5 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc nha quý vị. 5 cái đều nằm trong cái chung uống trà của Nhật hết nha. 5 cái chậu đều khác nhau, không có cái nào giống cái nào hết nha quý vị. Rồi chai trà xanh nè quý vị thấy không? Rồi. Đưa cho phụ cái đồ nhỏ xíu coi bi. Đây, chung Nhật nha. Có cái tích là cây mai nha. Rồi. Cây số 2 nha, đâu đó đó. Đỡ cái gỗ lên coi. Rồi, cái này là cái gì đây không biết luôn. Đó. Rồi, không có thật rồi. Rồi, đây. Ôi, chung mi nè, chung mi nè. Cái đông nhỏ này hả? Kìa, bên kia kìa. À, xôi, thấy đổ cái quạt đó. Rồi, đây nha, là số 3 nha. Ở đây số 4 nha, cái đôn nhỏ xíu đen phù lùi đó. Đây là cái số 5 nha. Rồi. Đây trà xanh đây, rồi dẹp cái này qua coi, cản trở trà xanh cản trở. Nào, về mua cái đôn vậy nha, để nó lên chơi nha. Đó. Cái đôn mà nhỏ xíu chứ mắc lắm á nha, cái đôn mà mua là 400 ngàn nha quý vị. Dữ rồi. Còn cái đôn kia đâu? Đưa cái đôn kia đây coi. Cái đôn nó 400 ngàn. Ờ. Để lên. Đó, còn cái đôn này mua 250 nha quý vị nè. Đó, về mua mấy cái đôn này về chơi nha. Đó, thấy không? Cái đôn của chú Kiết về chú Bốn xị nha. Cái đôn này 250 nha quý vị. Lũng ơi. Rồi, 5 em là 300k bao ship nha. Anh nào mua lên mạng mua nha, chứ tôi không có bán mấy cái đôn này nha quý vị. Tôi có hai cái để chơi thôi nha. Rồi, kết thúc luôn quý vị ơi.